khán giả đang theo dõi bản tin Vì Người Tiêu Dùng ngày 1 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Ngay bây giờ, mời quý vị điểm qua những nội dung chính ngày hôm nay. Lại rộ thông tin ăn trứng gà sống trị Covid, các chuyên gia cảnh báo nguy hiểm khôn lường. Tại khu vực biên giới Tây Nam, nhiều người lợi dụng dịch bệnh Covid-19 xuất lậu khẩu trang kiếm lời. Dùng giấy vệ sinh siêu rẻ, không nguồn gốc, người tiêu dùng coi chừng rước bệnh vào người. Thưa quý khán giả, dù đã có nhiều đối tượng bị xử phạt vì tung tin đồn thất thiệt trên mạng về cách phòng trị bệnh Covid-19, số tiền phạt thì không hề nhỏ, nhưng vẫn có người cố tình vi phạm. Những ngày gần đây, một bộ phận người dân huyện Sơn Hà và Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi lan truyền thông tin ăn trứng gà sống có thể chống được dịch Covid-19. Trong đó nổi bật là thông tin tại xã Ba Thành, Ba Tơ, Quảng Ngãi có cháu bé vừa mới sinh đã biết nói và bảo mọi người không được ra khỏi nhà và phải uống trứng gà để chống dịch bệnh, khiến cho nhiều người mù quáng đổ xô đi mua trứng gà về để phòng dịch. Hiện nay, một bộ phận người dân trên địa bàn hai huyện Ba Tơ và Sơn Hà đang lan truyền thông tin về việc ăn trứng gà chữa được dịch Covid-19. Thông tin trên được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Hàng trăm người tin đó là thật nên đã mua trứng và ăn. Trước tình hình lan truyền thông tin thất thiệt, Công an huyện Ba Tơ và huyện Sơn Hà đã bố trí nhiều đoàn công tác xuống địa bàn tuyên truyền cho người dân không nghe theo những tin đồn mê tín dị đoan. Bước đầu kiểm tra, ngành chức năng xác định tài khoản Facebook Paris đã lan truyền nội dung này. Đây là tin đồn thất thiệt, không có cơ sở khoa học. Mọi người nên cảnh giác và không nghe theo. Không chỉ bệnh không thể phòng, việc uống trứng gà sống cũng có thể gây ngộ độc thực phẩm, nguy cơ nhiễm khuẩn, dễ gây rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng sức khỏe cho người sử dụng. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại đã khiến cho sản phẩm thiết bị y tế trở nên khan hiếm, đặc biệt là nước rửa tay khô. Trước đó, WHO từng khuyến cáo người dân tự pha chế tại nhà bằng các dung dịch như là cồn, oxy, glycerin được sử dụng làm chất giữ ẩm, dưỡng da tay, có thể thay thế bằng gel nha đam hoặc là vitamin E dạng dầu lỏng, tinh dầu để tạo mùi thơm và nước cất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, người dân cần thận trọng khi tự pha chế loại sản phẩm này. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Nho, nếu ai cũng pha chế theo công thức lan truyền trên mạng mà nguồn nguyên liệu không đảm bảo sẽ gây nguy hiểm. Chẳng hạn, nếu sử dụng cồn không đạt tiêu chuẩn dược dụng như cồn công nghiệp để pha chế có thể gây hại cho thị giác. Một số tạp chất nếu không được kiểm soát cũng có thể gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Do đó, khi cần thiết phải pha chế dung dịch rửa tay sát khuẩn, điều tối quan trọng là phải sử dụng nguyên liệu đạt chuẩn dược dụng. Hơn nữa, đừng lạm dụng dung dịch sát khuẩn, đó không phải là giải pháp duy nhất tối ưu. Các chất hóa học khi rửa tay sẽ thẩm thấu qua da, theo máu, vào thận và các cơ quan nội tạng khác. Nhiều trường hợp thống kê ở Mỹ, nước rửa tay và diệt khuẩn gây ung thư tuyến tụy, tuyến giáp, gan và da. Do đó, việc rửa tay bằng xà phòng vẫn là tốt nhất. Những sản phẩm không đảm bảo chất lượng không những không đem lại hiệu quả về mặt sát khuẩn, phòng bệnh mà còn khiến cho chúng ta dễ mắc các bệnh lý về da. Do đó, nếu như không thực sự am hiểu thì tốt nhất là chúng ta nên mua các sản phẩm này bày bán trên thị trường. Bởi vì hiện nay, những sản phẩm diệt khuẩn, xà phòng thì khá là dồi dào, chưa xuất hiện tình trạng thiếu hàng ở bất kỳ nơi nào. Thưa quý khán giả, từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 3 năm 2020, trên địa bàn tỉnh An Giang đã phát hiện 9 vụ xuất lậu khẩu trang y tế qua biên giới. Số lượng hàng hóa thu giữ là hơn 200.000 chiếc. Đây là điều chưa từng có ở vùng biên giới này. Giá một hộp khẩu trang y tế ở Việt Nam là từ 200 đến 300 ngàn đồng. Còn ở Campuchia thì mỗi hộp khẩu trang lên tới 500-600 ngàn đồng. Đây là nguyên nhân vì sao khẩu trang y tế bị xuất lậu ồ ạt. Tình trạng này xuất hiện trên toàn biên giới Tây Nam, từ tỉnh Kiên Giang đến tỉnh Long An và cả tỉnh Tây Ninh. Hơn 164.000 chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn bị Hải quan và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang thu giữ. Ngày 8 tháng 3, lực lượng làm nhiệm vụ ở đây phát hiện ô tô tải làm thủ tục sang Campuchia có dấu hiệu khả nghi. Khi kiểm tra 66 thùng hàng trên xe, lực lượng chức năng đã phát hiện số khẩu trang này. Dù việc chưa tạm lắng, ngày 9 tháng 3, Đội Quản lý Thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh An Giang lại thu giữ thêm 30.000 khẩu trang y tế và 2.394 chai nước rửa tay khô diệt khuẩn. Số hàng này bị phát hiện ở trên bờ kênh Vĩnh Tế, tiếp giáp với biên giới Campuchia. Bộ Y tế ước tính cần 30 triệu khẩu trang y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch, nên tình trạng gom hàng xuất lậu khẩu trang qua biên giới sẽ gây nhiều hệ lụy, khiến hàng hóa khan hiếm, đẩy giá lên cao.
Hiện thì lực lượng chức năng vùng biên giới Tây Nam đang quyết liệt kiểm soát chặt đường ngang, lối mở nơi biên giới. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm hiện nay. Thưa quý khán giả, dù chưa xác định động vật hoang dã chính là mầm mống của những căn bệnh nguy hiểm, nhưng việc tiêu thụ những loài động vật này đang được siết chặt. Tuy nhiên, tại Long An, hiện nay vẫn còn tồn tại tình trạng mua bán trái phép động vật hoang dã tại chợ nông sản Thạnh Hóa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã chỉ đạo các sở ngành tổ chức kiểm tra, nghiêm khắc xử lý tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh, nhất là ở vùng đặc khu bán lậu chim trời Thạnh Hóa. Nhưng trong tháng 3, mọi hoạt động mua bán, tàn trữ, giết hại động vật nằm trong sách đỏ Việt Nam vẫn tiếp diễn như chưa có chuyện gì xảy ra tại đây. Cũng trong tháng 3, Cục Kiểm lâm tổ chức kiểm tra đột xuất, qua đó phát hiện có vi phạm về mua bán động vật hoang dã trái pháp luật. Điển hình là cá thể rái cá thuộc nhóm 1B được trao bán tại gian hàng có tên là IT ở chợ nông sản Trá Hình, Thạnh Hóa. Qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã phát hiện triệt phá một đường dây mua bán trái phép thuốc lá ngoại nhập lậu qua mạng xã hội. Theo đó, các đối tượng Nguyễn Xuân Anh, Thanh Hóa đã bị bắt giữ khi đang giao hàng. Quá trình điều tra, đối tượng Nguyễn Trung Diệu là người cung cấp chính trong đường dây này. Xuân Anh đặt 500 cây thuốc lá qua Facebook và thuê một nhóm đối tượng vận chuyển. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý khán giả, sau khi giá xăng dầu giảm sâu, nhiều nơi trên cả nước đã xuất hiện tình trạng người dân đổ xô đi mua xăng. Không chỉ đổ xăng vào bình xe máy, nhiều người còn sử dụng cả các can nhựa lớn bé có dung tích là từ 5 đến 20 lít để mua mang về nhà tích trữ. Sau khi sự việc diễn ra, chính quyền các địa phương đã khẩn trương tuyên truyền cho người dân về việc không tụ tập đông người trong thời điểm dịch Covid-19, dễ làm lây lan dịch bệnh. Ngoài ra, mua xăng với các vật dụng chứa không đảm bảo cũng tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ. Quý khán giả thân mến, nguy cơ cũng đến từ những sản phẩm mà chúng ta vẫn cho là sạch. Dễ vệ sinh là vật dụng không thể nào thiếu đối với bất kỳ gia đình nào. Bề ngoài thì trắng tinh của nó khiến chúng ta yên tâm rằng nó sạch. Tuy có rất nhiều cảnh báo nguy hại cho sức khỏe từ việc sử dụng loại giấy vệ sinh kém chất lượng, nhưng mà nhiều người vẫn sử dụng giấy với suy nghĩ chủ quan hoặc là không quan tâm đến chất lượng sản phẩm khi mua hàng. Trên thị trường hiện nay, mặt hàng giấy vệ sinh vô cùng đa dạng từ chất liệu, màu sắc, mùi hương để thu hút người tiêu dùng lựa chọn. Nhiều trường hợp khách hàng không cần đến tận cửa hàng mà sẽ có những chiếc xe bán giấy vệ sinh giá chỉ 10.000 đồng một hộp luôn lách khắp ngõ hẻm để đem đến tận tay thượng đế. Trước đó, cơ sở sản xuất giấy vệ sinh Phong Khê, Bắc Ninh, làng sản xuất giấy tái chế lớn nhất phía Bắc, thì nguyên liệu để sản xuất giấy vệ sinh là tạp học sinh, bìa cát tông, sách báo được thu gom từ cơ sở phế liệu. Giấy nguyên liệu sau khi cắt nhuyễn sẽ được tẩy trắng bằng nước Savin, sau đó ngâm vào hóa chất làm dày đặc biệt. Máy móc luôn trong tình trạng hoen kỹ, bẩn thỉu vì lâu ngày không được bảo dưỡng. Hay những lần bắt lô giấy vệ sinh nhái nhãn hiệu nổi tiếng tại các thành phố lớn. Trong quá trình thu giữ, lực lượng chức năng cho biết số giấy vệ sinh được làm giả rất tinh vi, khó có thể phân biệt bằng mắt thường. Nguy hại ở chỗ, theo các chuyên gia y tế, giấy vệ sinh giả là những sản phẩm độc hại gây mất an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Vì đó là những loại giấy tái chế không được xử lý tốt nên chứa nhiều độc tố. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, việc sử dụng giấy vệ sinh giá rẻ không nguồn gốc rất là nguy hại bởi chúng có thể bị dính bụi giấy đã ngấm hóa chất tẩy trắng. Đáng lo hơn, nhiều cơ sở lạm dụng suốt và Savin nhằm tẩy trắng giấy phế phẩm sẽ sinh ra hóa chất tồn dư độc hại. Tiếp xúc lâu có thể mắc các loại bệnh về hô hấp, bệnh về da và mắt. Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã từng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khăn ăn tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn. Điều đáng buồn là hầu hết các mẫu khăn đều nhiễm vi khuẩn và nấm mốc. Vì lợi nhuận trước mắt, những cơ sở sản xuất giấy vệ sinh bẩn vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp sức khỏe cộng đồng. Như trường hợp sản xuất giấy vệ sinh giả mạo hàng loạt thương hiệu nổi tiếng ở Thanh Hóa, Đồng Nai mà chúng tôi vừa đưa tin, dù từng bị phạt nhưng vẫn ngoan cố bất hợp tác. Giấy vệ sinh bẩn ngập len lỏi theo chiếc xe máy vào những con hẻm đường quê thì không còn xa lạ. Tuy nhiên, người tiêu dùng đừng vì thói quen, sự tiện lợi mà đánh cược sức khỏe của bản thân mình. Và thông tin này cũng đã khép lại thời gian dành cho bản tin ngày hôm nay. Tuyết Anh xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại.